tử vi tuần mới từ 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 3 tháng 1 đến 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 dự báo có dịch mã nâng đỡ nên tí sẽ khởi sắc hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc bôn ba vất vả hơn thì mới. Có tiền trang trải cuộc sống. Đường sự nghiệp tuy có chút vất vả nhưng thu được nhiều thắng lợi lớn tuần này cực có lợi cho những bạn đang làm ăn xa quê hoặc phải đi công tác nhiều những người làm trong ngành vận tải cũng khá son đầu tuần cẩn thận có tiểu nhân soi mói tạo thị phi nên giữ miệng kẻo đưa chuyện xé xé ra chuyện to tí là người hoạt bát nhanh nhảu nên cũng không lo về chuyện tiền bạc trong tuần này tốt nhất là bạn cứ tự làm tự tiêu chẳng nhờ và ai đỡ rắc rối nếu muốn kiếm tiền nhiều thì nên đi xa làm ăn năng động lên một chút chăm chỉ ngoại giao thì sẽ có cơ hội đường tình duyên không tốt cho lắm vì gặp cục diện tương xung trong tuần khuyên con giáp này không nên hấp tấp trong chuyện kết hôn nghe theo lời cha mẹ là trên hết ai có việc quan trọng trong gia đình thì nên có trách nhiệm đàng hoàng không được qua loa kẻo anh chị em xích mích Hai, tuổi sửu từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 tuần mới của sửu sen lẫn hung cát khi Thái Dương và Thiên Diêu cùng nhập mệnh. Dù đường sự nghiệp có tiến triển nhưng lại hay khổ vì tình là phần nhiều. Công việc của bạn trong tuần nổi bật nhờ Thái Dương nâng đỡ, nam mệnh làm ăn vượng hơn nữa mệnh. Quý nhân sẽ tới bên chỉ lối dẫn đường chỉ cần bạn biết tận dụng đúng cơ hội và đừng nóng vội trên bước đường phía trước thì mọi chuyện sẽ ổn cả đường tiền bạc trong tuần này khá ổn bạn có cơ may về tiền bạc với vài khoản từ trên trời rơi xuống tuổi này năng động nên cũng được cấp trên yêu quý dễ có thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng tuy nhiên các bạn cũng cần tỉnh táo trước những cạm bẫy xuất phát từ mạng xã hội vận trình tình cảm có nhiều biến động các bạn còn trẻ tuổi thì thông minh, hài hước nên được khá nhiều người để ý. Thế nhưng người có gia đình thì nên làm chủ bản thân, hạn chế giao tiếp với người khác giới kẻo gia đình có lục đục, vợ chồng mâu thuẫn làm ảnh hưởng tới con cái. 3 Tuổi dần từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 cùng lúc gặp Thái Tuế và âm sát hung tinh chiếu mệnh nên người tuổi dần có một tuần mới đầy sóng gió, hy vọng các bạn đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn này. Công việc dễ có xui xẻo bất ngờ, các bạn nên cẩn thận khi có việc phải đi xa, đừng lái xe khi mệt mỏi hoặc say xỉn. Có điềm tiểu nhân kiếm cớ gây chuyện phá hoại, tuổi này sẽ phải căng thẳng. Mệt mỏi vì vài vấn đề rắc rối xảy ra ngay từ đầu tuần, cuối tuần vận mới có vận may tìm đến. Bản mệnh cũng nên giữ chặt túi tiền của mình vì khả năng cao là tuần này sẽ bị mất tiền. Quịt nợ hoặc mua hàng bị chặt chém. Bạn hãy cân nhắc lại trong việc sử dụng tiền, tránh mua sắm theo cảm xúc, sắp tới bạn sẽ phải chi khá nhiều tiền, đừng hoang phí tuần này tuổi dần nên nhắc nhở người thân cẩn thận khi đi đường ai ốm đau thì nên đi khám khẩn cấp nhà có người già ốm yếu thì nên để mắt thường xuyên tuy nhiên tuổi này cũng hay được người khác giúp đỡ tính tình thật thà vui vẻ khiến bạn lấy lòng nhiều người 4. Tuổi Mão từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 cuộc sống của tuổi Mão trong tuần mới có bách Việt làm chủ nên vô cùng may mắn về đường tình duyên, đặc biệt là những bạn còn độc thân. Cơ hội làm ăn từ các mối quan hệ sẽ đến với bạn trong tuần này. Con giáp này kiểm soát được mọi vấn đề diễn ra trong tuần, không có chuyện trạch khỏi kế hoạch. Ai đang làm ăn tự do hoặc đứng đầu công ty thì nên tận dụng các mối quan hệ ngoại giao để công việc được phát triển. Tuy nhiên tử vi khuyên tuổi này đừng tin người quá mức kẻo bị chơi xấu sau lưng. Tài chính càng về cuối tuần càng kém, đầu tuần có phần khởi sắc hơn cuối tuần vì có thực thần trợ giúp. Cuối tuần này mà không tỉnh táo thì rất có thể đặt lòng tin lầm chỗ và sai người. Tới khi nhận ra thì đã tiền mất tật mang. Xem tử vi online, bạn và người ấy có sự xa cách vì ghen tuông hiểu lầm, cần phải chấn chỉnh ngay lập tức. Bù lại những bạn còn độc thân có cơ hội làm quen với người khác giới qua mai mối, tình cờ quen biết. Có lẽ sẽ nhiều bạn kiếm được một nửa để đi cùng nhau lâu dài trong tuần này. Nam Tuổi thìn từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2020 tư vận trình của tuổi thìn trong tuần mới xen lẫn hung cát vì gặp thiên cầu hung tinh và tả phù cát tinh trợ vận. Công việc hay có thị phi liên quan đến pháp luật. Kiện cáo nên cẩn thận. Bạn biết cách tận dụng những ưu thế sẵn có để tiến tới mục tiêu đã định hay được người khác giúp đỡ. Tuy nhiên nên cẩn thận về cách ăn nói và hành động của bản thân kẻo nóng giận mất khôn. Càng về cuối tuần, con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc nhưng đầu tuần thì nên cẩn thận một chút. Ai muốn kiếm tiền to thì để tuần sau, chớ dại triển khai ngay trong tuần này kẻo mất cả chỉ lẫn trài ôm đống nợ khổng lồ vào người. Tình duyên có khởi sắc ở thời điểm đầu tuần nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Cứ vô tư sống tử tế, đàng hoàng, bạn ắt sẽ được đáp đền xứng đáng tuổi này dễ có lộc con cái hoặc có hỷ sự trong họ hàng hoặc được hội ngộ với người thân ở xa bạn bè cũ 6 tuổi Tỵ từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2020 từ cặp đôi cát tinh thiên Đức và thiên vu trợ mệnh giúp tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin vui từ tình duyên đến sự nghiệp trong tuần mới này sự nghiệp vẻ vang hơn người. Sống có đức thì cứ mặc sức mà ăn lộc. Đầu tuần phú quý theo chân, giữa tuần may mắn ập vào nhà, buôn bán đắt khách hơn người, đối thủ nhìn vào cũng phải nóng ruột. Người làm công ăn lương thì nhanh nhào tháo vát, hay được đồng nghiệp kính nể. Thời điểm đầu tuần, tỷ có đường tài lộc hanh thông, giàu sang hưng thịnh nhưng cuối tuần vì có hao tài, nên lưu tâm chỉ cần tu trí làm ăn dám nghĩ dám làm bạn ắt có của ăn của để ăn ngon mặc ấm tuy nhiên đừng tin người quá vội kẻo ôm nợ vào thân giúp người nhưng gặp kẻ ăn cháo đá bát tử vi dự báo trong gia đình họ hàng thân cận có người giác ngộ không còn phá phách ích kỷ như trước sắp tới có người đỗ đạt được làm quan học hành thông minh con cái của bạn cũng ngoan ngoãn ít quấy phá cha mẹ hơn ít ốm đau hơn Bảy, tuổi ngọ từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 tuần này tuổi ngọ nên lưu tâm đến sức khỏe là phần nhiều vì gặp Bạch Hổ Hung tinh giáng họa. Nhờ chính quan khai mở tuần mới nên công việc của bản mệnh không bị trục trặc. Nhiều người sẽ thi cử thuận lợi, xin việc may mắn, đi xa làm ăn được phù hộ nên không phải lo lắng nhiều tuy nhiên bản mệnh lưu ý đừng tham công tiếc việc làm việc quá sức kẻo tiền lương không đủ tiền thuốc bản mệnh đừng giận quá mất khôn cũng đừng bảo thủ trong chuyện tiền bạc kẻo phạm phải sai lầm đáng tiếc tuần này có chính tài trợ thủ nên cũng có chút lọc lá rất túi chỉ cần làm tốt việc của mình thì không sợ thiệt thòi tuổi này cần lưu tâm đến sức khỏe của bản thân hoặc người thân trong gia đình họ hàng Tuần này không tốt cho việc chữa bệnh, đi xa hoặc cầu con cái. Gia đạo dễ có người đổ bệnh ốm nặng hoặc con cái hay ốm vặt đi viện thường xuyên, chăm con rất mệt mỏi. 8 tuổi mùi từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 được tử vi cắt tinh nâng đỡ nên mùi sẽ thấy bản thân có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, áp lực trong công việc dần vơi đi. Trong tuần mới này, bạn may mắn tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Bạn trẻ tuổi mùi biết rõ lợi thế của mình để phát huy nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cấp trên. Người kinh doanh có thêm tệp khách hàng mới ủng hộ nhờ người quen giới thiệu. Tài vận khá vượng vào tuần này, nhiều cơ hội để bạn tăng thêm thu nhập đang xuất hiện ngay trước mắt. Phải linh hoạt nắm bắt. Cuối tuần có lộc lá liên quan đến lương thưởng, tiền bảo hiểm xã hội hoặc tiền lộc từ khách hàng, bạn nên trích một phần nhỏ để tự thưởng cho bản thân. May mắn có lục hợp nâng đỡ nên mùi cũng đỡ đau đầu vì chuyện gia đình, tình yêu. Người cô đơn cũng không quá nôn nóng khi tìm kiếm một nửa cho mình. Người có gia đình thì được nửa kia hỗ trợ khá nhiều, tuy nhiên bạn cần để mắt tới con cái và cha mẹ nhiều hơn. 9 tuổi thân từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 tuổi thân trong tuần này không tụ được tiền bạc do gặp đại hao giáng họa nhưng may mắn có giải thần gánh vác nên cũng không gặp nhiều họa lớn. Số vẫn còn may mắn. Bạn sẽ được giao cho một công việc khá nặng nề nhưng nhờ khả năng thiết lập và linh hoạt mà bạn đều xử lý được ổn thỏa. Tuy nhiên con giáp này cần cẩn thận. Linh cảm sẽ giúp bạn phát hiện ra một người làm ăn thân thiết quay lưng, tìm cách hại mình, làm ơn mà mắc oán. Đường tiền bạc không ổn. Đại hao cảnh báo trước những thiệt hại về tiền sẽ đến với bạn trong tuần. Sẽ có nhiều khoản chi phát sinh bất ngờ cùng một lúc nên tiêu tốn không ít. Người làm kinh doanh chớ nên dễ dàng đặt lòng tin vào người khác coi chừng bị lừa tiền, mua bán gì cũng nên cẩn thận chút. May mắn là có giải thần nâng đỡ nên gia đạo tuổi này được bình an vô sự. Thần là con giáp tốt bụng, sống biết điều, hay thương người nên gặp họa sẽ tránh được nhờ phúc phần của bản thân. Bạn nên hạn chế đi xem bói, giải hạn. Tiền đó để đi làm từ thiện hoặc chăm lo cho cha mẹ sẽ tốt hơn. 10. Tuổi dậu từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2020 tư tử vi hàng tuần 12 con giáp, bộ đôi tiểu hao và thiên hình quấy phá khiến vận trình tuần mới của tuổi dậu không mấy ổn thỏa. Không ai phủ nhận rằng dậu là con giáp thông minh, giỏi thao lược, sông sáo nhưng lại hay bốc đồng, dễ bị kích động nên công việc dễ bị hỏng. Tuần này bạn sẽ chịu nhiều cạnh tranh không lành mạnh trong công việc, làm ăn không hề đơn giản, đừng bất cẩn trong khâu giấy tờ. Tài vận không tốt hay hao tài tốn của mất tiền vô tội vạ. Bạn làm ăn được không kém ai nhưng lại hay bị chính người quen hãm hại, càng quen càng hay đố kỵ với nhau, bị tiền làm mờ mát tuần này có khả năng cao sẽ phải xoay sở nhiều hoặc đi xa để có tiền. Qua được tuần này sẽ bình an. Tuổi này hay khắc khẩu với cha mẹ, con cái, bất đồng ý kiến này sinh mâu thuẫn lâu dài. Tuy nhiên ra đường lại hay được người ngoài giúp đỡ. Cộng thêm tam hội cục trợ vận nên tuần này mặt quan hệ ngoại giao cực ổn, đi xa hay có quý nhân phù trợ đỡ được vất vả. 11. Tuổi Tuất từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 tuổi Tuất gặp ngũ quỷ hung tinh quấy phá trong tuần này nhưng may mắn được hữu bật hóa giải nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Có điểm bị tiểu nhân quấy phá trong công việc, làm ăn thua lỗ, hay bị đồng nghiệp nói xấu. Cùng cảnh đi làm vất vả như nhau nhưng cơ quan bạn lại hay có kẻ thích thể hiện, khó tính. Chuyên hạ bệ người khác nhiều việc mà bình thường bạn cứ nghĩ nhỏ nhặt và bỏ qua nhưng thực ra nó lại có sức ảnh hưởng rất lớn. Thời điểm giữa tuần là lúc tiền bạc của tuổi này vượng nhất nhờ chính tài độ vận. Hãy cứ nỗ lực hết sức mình đi rồi sẽ có lúc bản mệnh nhận được quả ngọt xứng đáng với mình. Tuy nhiên bản mệnh nên tránh những quyết định quan trọng vào thời điểm đầu tuần. Tất cần cẩn thận mặt sức khỏe của người thân và bản thân mình khi thiên nguyệt tìm đến. Cơ thể của bạn trong thời gian này không được khỏe cho lắm, hay ốm đau lặt vặt, nên nhắc nhở người thân chơ mang vác vật nặng, hạn chế đi xa, hạn chế đụng tới dao kéo kẻo bị thương. 12. Tuổi hợi từ ngày 12 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2024 nữ mệnh vượng hơn nam mệnh trong tuần này vì có thái âm chiếu mệnh, các bạn cũng không nên lo xa vì chuyện gì đến sẽ đến, có làm gì đi nữa cũng không cản được. Công việc khởi sắc, mọi khúc mắc đều được giải quyết hết nhưng hợi phải chờ đến cuối tuần mới có kết quả tốt. Cũng may là nhờ thiên ấn trợ giúp nên bản mệnh được nâng đỡ. Sẽ có người cứu vớt bạn trong những lúc khó khăn, nữ mệnh hợp kinh doanh hơn nam mệnh. May mắn có tam hợp trợ lực nên hợi không cần quá lo lắng về tiền trong những ngày đầu tuần. Cố gắng đến nơi đến chốn, cấp trên sẽ phải nể về thành tích mà bạn mang lại. Thế nhưng bạn nên có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm một chút để phòng lúc ốm đau bất ngờ tuần này các bạn nữ tuổi hợi sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi hoặc tỏ tình bạn nào còn độc thân có thể cân nhắc việc hẹn hò nam mệnh nếu thực sự yêu thương người ấy thì hãy tính chuyện tương lai sớm cho người ấy yên tâm nhé để lâu lại mất vui